Mừng các thầy cô giáo, chào mừng các em học sinh đến với bộ môn giáo dục quốc phòng và an ninh của lớp 12. Trong giờ trước thì chúng ta đã tìm hiểu về nhà trường quân đội và tuyển sinh quân sự. Chúng ta đã tìm hiểu về hệ thống nhà trường quân đội và tuyển sinh đào tạo sĩ quan bậc đại học trong các trường quân đội. Trong giờ học này, chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu bài số 4, Nhà trường quân đội công an và tuyển sinh đào tạo, tiết số 2. Trước khi vào bài thì xin mời tất cả các em học sinh hãy xem một số hình ảnh minh họa về Công an Nhân dân Việt Nam. Đây là hình ảnh minh họa về Công an Nhân dân Việt Nam. Nội dung của bài hôm nay đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về hai là mã nhà trường công an và tuyển sinh đào tạo. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về một hệ thống nhà trường công an nhân dân, hai là tuyển sinh đào tạo đại học trong các trường công an nhân dân. A lớn là mục tiêu yêu cầu của bài, một nhỏ mục tiêu về kiến thức giúp học sinh hiểu được hệ thống các nhà trường trong Công an Nhân dân Việt Nam, giúp học sinh hiểu rõ được chế độ tuyển sinh đào tạo hàng năm vào các trường của Công an. Về năng lực, học sinh phân biệt được các nhà trường Công an. Học sinh biết định hướng nghề nghiệp cho bản thân. Về phẩm chất, học sinh biết yêu thương, biết sống có trách nhiệm và luôn yêu Tổ quốc. Hai nhỏ về yêu cầu: học tập nghiêm túc, ghi chép cẩn thận, hăng hái tham gia đăng ký tuyển sinh vào các trường công an. B lớn, nội dung của bài. Hai là mã nhà trường công an và tuyển sinh đào tạo. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt một hệ thống nhà trường công an nhân dân. Các học viện gồm có: một, Học viện An ninh Nhân dân; hai, Học viện Cảnh sát Nhân dân; ba, Học viện Chính trị Công an Nhân dân; và bốn, Học viện Quốc tế. Các trường đại học chúng ta có: một, Đại học An ninh Nhân dân; hai, Đại học Cảnh sát Nhân dân; ba, Đại học Phòng cháy chữa cháy; và bốn, Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân. Một là Học viện An ninh Nhân dân. Đây là hình ảnh minh họa. Địa chỉ của Học viện An ninh Nhân dân ở số 125 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Hai là Học viện Cảnh sát Nhân dân. Đây là hình ảnh minh họa. Địa chỉ ở phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ba là Học viện Chính trị Công an Nhân dân. Đây là hình ảnh minh họa. Bộ chỉ huy ở Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội. Bốn là Học viện Quốc tế. Học viện Quốc tế là trường mới được tuyển sinh năm 2021. Năm là Đại học An ninh Nhân dân. Đây là hình ảnh minh họa. Địa chỉ ở km 18, xa lộ Hà Nội, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Sáu là Đại học Cảnh sát Nhân dân. Đây là hình ảnh minh họa. Cơ sở 1, 36 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở 2, 179A Kha Văn Cân, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Bảy, Đại học Phòng cháy chữa cháy. Đây là hình ảnh minh họa. Bộ chỉ huy cơ sở 1, trụ sở chính 243 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Cơ sở 2, Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình. Cơ sở 3, An Phước, Long Thành, Đồng Nai. 8. Đại học Kỹ thuật Hậu cần. Đây là hình ảnh minh họa. 10. Địa chỉ ở thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. 11. Các trường khác trong hệ thống nhà trường Công an Nhân dân gồm: một là Trung cấp Cảnh sát Nhân dân 1, 2 Trung cấp Cảnh sát Vũ trang phía Bắc, 3 Trung cấp Cảnh sát Nhân dân 6 phía Bắc, 4 Trung cấp An ninh Nhân dân 1, 5 Trung cấp Cảnh sát Nhân dân 2, 6 Giao thông thủy phía Bắc, 7 các chuyên ngành khác thuộc Trung cấp Cảnh sát Giao thông CS5, 8 Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1, 9 Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 2, 10 Trung cấp Cảnh sát Nhân dân 3, 11 Trung cấp An ninh Nhân dân 2, 12 Trung cấp Cảnh sát Vũ trang phía Nam, 13 Hệ Trung cấp Đại học Phòng cháy chữa cháy, 14 Hệ Trung cấp Đại học Kỹ thuật Hậu cần, 15 Giao thông thủy Hồ Chí Minh Đồng bằng sông Cửu Long, 16 Giao thông thủy Tây Nguyên Nam Trung Bộ Đông Nam Bộ. Một, Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1. Đây là hình ảnh minh họa. Địa chỉ ở xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. 2. Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 2. Đây là hình ảnh minh họa.
Địa chỉ xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 3. Trường Trung cấp An ninh Nhân dân 1. Đây là hình ảnh minh họa. Đây là hình ảnh minh họa về Công an Nhân dân. Đây là hình ảnh minh họa về Công an Nhân dân. Đây là hình ảnh minh họa về Công an Nhân dân. Ngoài ra, còn có các trung tâm bồi dưỡng, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ trực thuộc công an các tỉnh, thành phố. Hai nhỏ, tuyển sinh đào tạo sĩ quan bậc đại học trong các trường công an nhân dân. Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành thông tư 15/2016 TT-BCA ngày 16 tháng 3 năm 2016 quy định về tuyển sinh vào các trường công an nhân dân. Công an nhân dân viết tắt CAND NG. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu A nhỏ mục tiêu nguyên tắc tuyển chọn, B nhỏ tiêu chuẩn và điều kiện tuyển chọn vào công an nhân dân, C nhỏ ưu tiên tuyển chọn sinh viên học sinh vào công an nhân dân, D nhỏ tuyển chọn đào tạo công dân ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo vào công an nhân dân, E chọn cử học sinh, sinh viên, cán bộ công an nhân dân đào tạo tại các cơ sở giáo dục ngoài công an nhân dân. Chúng ta đi tìm hiểu A nhỏ mục tiêu và nguyên tắc. Mục tiêu tuyển chọn công dân vào công an nhân dân đúng quy trình, đối tượng, chỉ tiêu, tiêu chuẩn và đảm bảo đúng quy chế dân chủ. Nguyên tắc: hàng năm, căn cứ vào tổng biên chế của Công an Nhân dân đã phê duyệt, Bộ trưởng Bộ Công an phân bổ chỉ tiêu và hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục tuyển chọn vào Công an Nhân dân. B nhỏ tiêu chuẩn và điều kiện tuyển chọn. Nhất là trung thành với Tổ quốc, có lý lịch bản thân gia đình rõ ràng, gương mẫu, phẩm chất, tư cách đạo đức tốt, sức khỏe, trình độ học vấn, năng khiếu phù hợp, có nguyện vọng phục vụ trong công an. Có quy định cụ thể đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện với từng lực lượng, từng vùng, miền và thời kỳ cụ thể. Giờ tôi sẽ giới thiệu để các em hiểu rõ hơn về đối tượng là cán bộ, chiến sĩ, công an trong biên chế có nhu cầu học tập nâng cao trình độ, được công an đơn vị, địa phương cử đi dự tuyển. Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân có thời gian công tác từ đủ 24 tháng trở lên tính đến tháng dự tuyển, có nguyện vọng và được công an các đơn vị địa phương cử đi dự tuyển. Học sinh có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Công dân hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân hoặc hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự trong quân đội nhân dân trong thời gian không quá 12 tháng kể từ ngày có quyết định xuất ngũ đến ngày dự tuyển. Đó là về đối tượng. Về điều kiện đăng ký dự tuyển. Về trình độ văn hóa. Trình độ văn hóa là phải tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên. Đối với người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thì phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với học sinh có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Điều này trong những năm học trung học thông đạt học lực từ trung bình trở lên theo kết quả trong học bạ. Về độ tuổi đối với cán bộ chiến sĩ công an trong biên chế không quá 30 tuổi tính đến năm dự tuyển. Đối với học sinh không quá 20 tuổi. Riêng học sinh là người dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi tính đến năm dự tuyển. Tiêu chuẩn về đạo đức, phẩm chất chính trị. Về tiêu chuẩn đạo đức, cán bộ, chiến sĩ công an trong biên chế có nhu cầu học tập nâng cao trình độ, được công an đơn vị, địa phương cử đi dự tuyển không trong thời gian chấp hành kỷ luật từ khiển trách trở lên, hoặc không trong thời gian chờ xét kỷ luật. Học sinh có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong những năm học trung học phổ thông, trung cấp đạt hạnh kiểm từ loại khá trở lên, chưa kết hôn, chưa có con, ở đây là con đẻ. Đối với công dân đang thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân hoặc đã hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự trong quân đội nhân dân, trong thời gian tại ngũ hàng năm đều hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không vi phạm kỷ luật từ mức khiển trách trở lên. Về phẩm chất chính trị, bảo đảm theo quy định của Bộ Công an về tuyển người vào lực lượng công an nhân dân. Về tiêu chuẩn sức khỏe, không mắc bệnh kinh niên, mãn tính, thể hình thể trạng cân đối, không có dị hình dị dạng. Đối với nam, có chiều cao từ 1m64 trở lên và cân nặng từ 48 kg trở lên. Đối với nữ, có chiều cao từ 1m58 trở lên và cân nặng từ 45 kg trở lên. Đối với học sinh thuộc vùng khu vực 1, bao gồm học sinh hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo khu vực 1 hoặc học sinh có hộ khẩu thường trú 5 năm tại địa bàn thuộc khu vực 1. Học sinh là người dân tộc thiểu số theo từng giới được hạ thấp 2 cm về chiều cao
và 2 kg về cân nặng. Đối với công dân đang hoặc đã hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự trong quân đội nhân dân, chiều cao cân nặng thực hiện theo quy định hiện hành về khám sức khỏe để tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Trong trường hợp công an các đơn vị địa phương có yêu cầu tuyển về chiều cao, cân nặng cao hơn quy định chung, phải báo cáo Bộ trưởng quyết định. Về đăng ký dự tuyển. Trong năm đăng ký dự tuyển, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một khối, một ngành học ở một học viện hoặc trường đại học và một trường cao đẳng công an nhân dân. Việc tổ chức dự tuyển vào từng ngành học ở từng trường được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Bộ Công an. Đối với điểm xét tuyển, thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an, trường hợp phương án xét tuyển vượt quá chỉ tiêu hoặc chưa hợp lý về tỷ lệ điểm xét tuyển giữa các khối, ngành học và việc xét tuyển gửi đào tạo tại các trường ngoài ngành đối với các trường có chỉ tiêu thì phải báo cáo Bộ qua Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân để quyết định. Trên cơ sở chỉ tiêu Bộ Công an giao, các trường cao đẳng căn cứ kết quả điểm của thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học Công an và nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào cao đẳng để đề xuất phương án điểm xét tuyển. Thời hạn hoàn thành việc xét tuyển thực hiện theo quy định tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Công an. Hồ sơ đăng ký dự thi và hồ sơ tuyển sinh. Hồ sơ đăng ký dự thi và hồ sơ tuyển sinh vào đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp hệ chính quy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và mẫu hồ sơ do Bộ Công an thống nhất thực hiện trong các trường công an nhân dân. Hồ sơ đăng ký dự tuyển các loại hình đào tạo khác thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và mẫu hồ sơ của Bộ Công an thực hiện thống nhất trong các trường công an nhân dân. Lưu ý, tất cả các thí sinh dự thi vào học viện, trường đại học công an đều phải qua sơ tuyển tại công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi thí sinh đăng ký hộ khẩu thường trú. Việc sơ tuyển học sinh nữ do giám đốc công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thủ trưởng các đơn vị có chỉ tiêu tuyển sinh quy định. Thí sinh không trúng tuyển vào các học viện, trường đại học thì được tham gia xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng khối dân sự theo quy định chung hoặc các trường trung cấp nếu có đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đào tạo trung cấp hệ chính quy tại các trường công an nhân dân. Tỷ lệ tuyển sinh đối với nữ. Chỉ tiêu tuyển mới nữ vào các trường công an nhân dân chiếm tỷ lệ 10% đối với các ngành nghiệp vụ an ninh, cảnh sát, phòng cháy chữa cháy, chiếm tỷ lệ 15% đối với các ngành chính trị, kỹ thuật, hậu cần, ngoại ngữ trên tổng chỉ tiêu đào tạo của từng ngành học và từng trường, không hạn chế tỷ lệ nữ sơ tuyển
và đăng ký dự tuyển vào các trường công an nhân dân. C nhỏ, ưu tiên tuyển chọn sinh viên, học sinh vào công an nhân dân. Ưu tiên tuyển chọn sinh viên, học viên tốt nghiệp xuất sắc ở các học viện, nhà trường dân sự có đủ tiêu chuẩn để đào tạo, bổ sung vào công an. Việc tuyển chọn sĩ quan, hạ sĩ quan được đào tạo các chuyên ngành phù hợp tại các trường công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an quy định. Về chính sách ưu tiên thì theo quy định của nhà nước, ví dụ cụ thể khu vực tuyển sinh nhóm ưu tiên 1 thì điểm cộng ưu tiên là 2 điểm khi xét tuyển vào đại học, nhóm ưu tiên 2 cộng 1 điểm, khu vực 1 cộng 0,75 điểm, khu vực 2 nông thôn cộng 0,5 điểm, khu vực 2 cộng 0,25 điểm, khu vực 3 cộng 0 điểm. Cụ thể nhóm ưu tiên 1 là những đối tượng nào? Ta có đối tượng 1, công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú trong thời gian học trung học phổ thông hoặc trung cấp trên 18 tháng tại khu vực 1, gồm các xã khu vực 1, 2, 3 thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định được áp dụng trong thời gian thí sinh học trung học phổ thông hoặc trung cấp, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Đối tượng 2, công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 năm trở lên, trong đó có ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua được cấp tỉnh trở lên công nhận và cấp bằng khen. Đối tượng 3, thương binh, bệnh binh, người có giấy chứng nhận, người được hưởng chính sách như thương binh, quân nhân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong công an nhân dân tại ngũ, được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại khu vực 1. Quân nhân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong công an nhân dân tại ngũ, được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên. Đối tượng 4, con liệt sĩ, con thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, con bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, con của người lao động hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên, con của người được cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên, con của anh hùng lực lượng vũ trang, con của anh hùng lao động, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Nhóm ưu tiên 2. Đối tượng 5. Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học. Quân nhân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ dưới 12 tháng ở khu vực 1 và dưới 18 tháng ở khu vực khác. Chỉ huy trưởng, chỉ huy phó, ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, thôn đội trưởng, trung đội trưởng, dân quân tự vệ nòng cốt, dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt từ 12 tháng trở lên, dự thi vào ngành quân sự cơ sở. Đối tượng 6. Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu vực đã quy định
thuộc đối tượng 1. Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%. Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%. Con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, vân vân. Đối tượng 7. Người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định. Người lao động ưu tú thuộc tất cả các thành phần kinh tế được từ cấp tỉnh, bộ trở lên công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, được cấp bằng hoặc huy hiệu lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Giáo viên đã giảng dạy đủ 3 năm trở lên thi vào các ngành sư phạm. Y tá, dược tá, hộ lý, y sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, người có bằng trung cấp dược đã công tác đủ 3 năm trở lên thi vào nhóm ngành sức khỏe. Khu vực 1. Các xã khu vực 1, 2, 3 thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định được áp dụng trong thời gian thí sinh học trung học phổ thông hoặc trung cấp. Các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Khu vực 2. Có khu vực 2 nông thôn gồm các địa phương không thuộc khu vực 1, khu vực 2 và khu vực 3. Khu vực 2 gồm các xã, các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, các thị xã, huyện, ngoại thành của thành phố trực thuộc trung ương, trừ các xã thuộc khu vực 1. Khu vực 3, các quận nội thành của thành phố trực thuộc trung ương. Thí sinh thuộc khu vực 3 không thuộc diện hưởng ưu tiên khu vực. D. Tuyển chọn đào tạo công dân ở miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo vào công an nhân dân. Để đảm bảo an ninh trật tự các địa bàn trọng yếu, hàng năm, Bộ Công an được ưu tiên tuyển chọn công dân là người dân tộc thiểu số hoặc công dân khác có thời gian thường trú từ 10 năm liên tục trở lên ở miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo vào công an nhân dân. Bộ Công an có kế hoạch tuyển chọn và thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng văn hóa, nghiệp vụ, pháp luật phù hợp với yêu cầu công tác của công an nhân dân. E. Chọn cử học sinh, sinh viên, cán bộ công an nhân dân đào tạo tại các cơ sở giáo dục ngoài công an nhân dân. Bộ Công an được chọn cử học sinh, sinh viên, cán bộ công an nhân dân đến các cơ sở giáo dục ngoài công an để đào tạo ngành nghề thích hợp phục vụ nhiệm vụ công tác trong ngành công an. Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan hữu quan có quy định cụ thể về thủ tục tuyển chọn cử học sinh, sinh viên và cán bộ công an nhân dân đến đào tạo tại các cơ sở giáo dục ngoài công an nhân dân. Tham khảo điểm trúng tuyển một số trường công an nhân dân năm 2021. Điểm trúng tuyển. Ví dụ, một Học viện An ninh Nhân dân, điểm trúng tuyển là khoảng 26 điểm ở địa bàn 1, 2, 3, ngành nghiệp vụ an ninh. Khối thi ở đây là A00, A01. Đối với Học viện Cảnh sát Nhân dân, điểm trúng tuyển là khoảng 25, 26 điểm. Học viện Chính trị Công an Nhân dân, điểm trúng tuyển là khoảng 26 đến 28 điểm. Trường Đại học An ninh Nhân dân, điểm trúng tuyển là khoảng 24, 25, 26 điểm. Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, điểm trúng tuyển là khoảng 24, 25,
23, 25 điểm, 27 điểm. Trường là Đại học Phòng cháy chữa cháy thì điểm trúng tuyển là khoảng 24 điểm ở phía Bắc, 21,43 điểm ở phía Nam. Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân điểm trúng tuyển là phía Bắc là 25 điểm phẩy 2, phía Nam là 21 điểm phẩy 14. Đối với Học viện Quốc tế thì điểm trúng tuyển là khoảng 23 24 điểm, vân vân. Chi tiết thì các em có thể tham khảo thêm. Câu hỏi thảo luận, câu 1, hệ thống nhà trường Công an Nhân dân. Câu 2, đối tượng và tiêu chuẩn tuyển sinh đào tạo đại học trong các trường Công an Nhân dân. Câu 3, suy nghĩ của bản thân khi trúng tuyển vào các trường công an. Kiểm tra nhận thức. Câu 1, Học viện Công an Nhân dân có mấy học viện? A1, B2, C3, D4. Đáp án là D4. Câu 2, Đại học Công an Nhân dân có mấy trường? A 2, B 3, C 4, D 5. Đáp án là C 4. Câu 3, đối tượng tuyển sinh đào tạo sĩ quan bậc đại học trong các trường Công an Nhân dân. A. Cụ già 86 tuổi. B. Trẻ em. C. Cán bộ chiến sĩ công an trong biên chế có nhu cầu học tập nâng cao trình độ được công an đơn vị địa phương cử đi dự tuyển. D. Thanh niên có nhiều hình xăm phản cảm. Đáp án là C. Cán bộ chiến sĩ công an trong biên chế có nhu cầu học tập nâng cao trình độ được công an đơn vị địa phương cử đi dự tuyển. Câu 4, nữ thanh niên được tuyển sinh vào trường nào năm 2021? A. Học viện An ninh Nhân dân. B. Học viện Cảnh sát Nhân dân. C. Học viện Hậu cần. D. Trường Sĩ quan Lục quân 1. Đáp án là A. Học viện An ninh Nhân dân. B. Học viện Cảnh sát Nhân dân. Câu 5, tiêu chuẩn tuyển sinh vào các trường đào tạo sĩ quan bậc đại học trong Công an Nhân dân. A. Bị ép buộc đăng ký thi. B. Có lý lịch chính trị bản thân và gia đình rõ ràng. C. Có phẩm chất tư cách đạo đức tốt. D. Không tốt nghiệp trung học phổ thông. Đáp án là B. Có lý lịch chính trị bản thân và gia đình rõ ràng. C. Có phẩm chất tư cách đạo đức tốt. Câu 6, tuyển sinh vào các trường đào tạo sĩ quan bậc đại học trong Công an Nhân dân năm 2021 theo hình thức nào? A. Bị ép buộc đăng ký thi. B. Chạy chọt điểm để vào các trường đại học. C. Thi tuyển hoặc xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Bộ Công an. D. Mua bằng tốt nghiệp trung học phổ thông khi thi trượt. Đáp án là C. Thi tuyển hoặc xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Bộ Công an. Câu 7, điểm cộng ưu tiên đối với khu vực 2 nông thôn khi tính điểm xét vào đại học. A. 2 điểm. B. 1 điểm. C. 0,5 điểm. D. 0,25 điểm. Đáp án là C. 0,5 điểm. Câu 8, điểm cộng ưu tiên đối với khu vực 1 khi tính điểm xét vào đại học. A. 2 điểm. B. 1 điểm. C. 0,75 điểm.
D. Không điểm. Đáp án là C. 0,75 điểm. Câu 9. Tổ hợp môn thi nào xét tuyển vào trường Học viện An ninh Nhân dân năm 2021? A. Tổ hợp A00 Toán, Lý, Hóa. B. Tổ hợp A01 Toán, Lý, Anh. C. Tổ hợp C03 Toán, Văn, Sử. D. Tổ hợp T0 Toán, Sinh, Thể dục. Đáp án là A. Tổ hợp A00 Toán, Lý, Hóa. B. Tổ hợp A01 Toán, Lý, Anh. C. Tổ hợp C03 Văn, Sử, Toán. Câu 10. Năm 2021, những học sinh được xét đặc cách tốt nghiệp do dịch Covid-19 được xét tuyển vào Công an Nhân dân theo hình thức nào? A. Thi tốt nghiệp. B. Không được xét. C. Xét học bạ trung học phổ thông. D. Xét học bạ trung học phổ thông và thi tốt nghiệp. Đáp án là C. Xét học bạ trung học phổ thông. Câu 11. Đối với học sinh trung học phổ thông, quy định độ tuổi giới hạn thi vào Công an Nhân dân tính đến năm thi tuyển. A. Không quá 20 tuổi. B. Từ 21 đến 22 tuổi. C. Từ 22 đến 23 tuổi. D. Từ 23 đến 24 tuổi. Đáp án là A. Không quá 20 tuổi. Câu 12. Đối với học sinh là người dân tộc thiểu số, quy định độ tuổi giới hạn thi vào Công an Nhân dân tính đến năm thi tuyển. A. Không quá 22 tuổi. B. Từ 20 đến 24 tuổi. C. Từ 17 đến 20 tuổi. D. Từ 19 đến 21 tuổi. Đáp án là A. Không quá 22 tuổi. Như vậy, hôm nay thầy và các em đã cùng nhau tìm hiểu về hệ thống nhà trường công an và tuyển sinh đào tạo. Về nhà các em sẽ tiếp tục tìm hiểu để nắm rõ được các hệ thống nhà trường công an và tuyển sinh đào tạo. Từ đó, chúng ta định hướng nghề nghiệp cho bản thân. Xin chúc các em sẽ học tập tốt. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bài học sau. Cảm ơn các thầy cô giáo và cảm ơn các em.